Pin á, nó là cháu nội của tao. Từ giờ trở đi á, tao sẽ nuôi nó. Bà ba, tôi đang nghĩ bà cháu thằng Pin con của tôi đâu ba. Sao mày lì quá vậy? Tao nói tới cỡ như vậy á, mày còn ăn giả ở đây nữa mà sao? Bà ba, tôi lại bà, tôi chồng ghẹt lại bà. Mày cháu thằng Pin cho tôi nè bà ba. Mày đi về cho tao. Ủa, mà cũng mắc cười thiệt đó nha. Mày dai còn hơn đĩa luôn đó. Tao nói cái gì của mày? Thằng Pin á, nó là cháu của tao mà. Tao nuôi đó thì đúng rồi. Còn thứ người mẹ á, không làm ra tiền như mày á, mày lấy cái quần què gì mà nuôi nó hả? Tôi xin bà, bà trả con cho tôi đi bà ba. Bà ba đây. Ồ, cưng cháu bà. Tưng nè, ngủ đi con ngoan ơi. Tại mày chân á, mày làm cháu tao giật mình đó mày. À, bà đây, ồ, tưng. Cái gì? Cái bà bỉ ổi vô liêm sỉ đó đó hả? Chính bà là chủ mưu bắt cóc cháu ngoại của tao, rồi dụ dỗ nó ở bên bển chơi với bà luôn chứ gì. Con không ngờ bà là người như vậy luôn á. Bà cũng là mẹ của mày đó. Bà muốn phá tan nát gia đình của tao, bà mới hài lòng chứ gì. Con nói với bà hết lời rồi. Con nói là thằng Viên nó khó ăn, nó khó ngủ. Tối nó ngủ á là con phải ôm nó mới ngủ được. Con năn nỉ bà đưa lại cho con, bà không đưa, một hay bà bắt giữ mình đó. Trời, con lo quá má ơi. Hai đứa mày đi theo tao, đi qua bển dẫn cháu ngoại tao về. Còn không á, tao quậy tan nát cái nhà của bà. Chết rồi bà ơi, chết rồi. Vô gì, bây giờ á, ông đi theo tôi, đi qua bên nhà bà Ba Quạo, dẫn cháu ngoại mình về. Trời ơi, thằng Pin ở bên nhà nội thì có sao đâu. Tôi với bà cái nhà này bây giờ có sao rồi nè. Trời đất ơi, có cái gì á thì ông nói lẹ lẹ đi. Ông nói cái gì mà lằng quằng hoài vậy? Cái thằng chó lẹ nào á, nó khóa nát cái vụ nhà mình rồi. Cái vụ đang tươi nè, bây giờ nó héo hết rồi. Cái mùa này coi như thất rồi. Cả nhà chết đói tới nơi rồi. Chắc, vậy là chắc đứa nào hạ gia đình mình rồi. Con ba quạo, chính nó không ai hết á. Nó muốn phá nát cái nhà này, nó mới hài lòng nè. Ủa, sao gia đình mình nhộn gì cái vậy? Sao đồng ruộng lúa thóc của mình bị phá hết trơn rồi hả? Thôi đừng có vừa nghe. Ba Quạo, mày qua đây để làm cái gì? Mày qua đây để mày chứng kiến á, mày phá nát cái nhà của tao rồi đúng không? Tôi có biết cái gì đâu. Mọi người á cứ làm tôi hết trơn rồi đó. Mà nghe nói á, cái nhà này lụng bại rồi hả? Chắc bản thân mình còn lo không được đâu hen. Bà có cần tôi phụ giúp gì không? Cũng may á, thằng Pin á, nó ở với tôi. Chứ ở cái nhà này chắc chết đói quá à. Mày sao mày ác với gia đình tao dữ vậy? Mày có tin á, hôm nay tao đập mày tại đây không? Ủa là chắc tao sợ mày quá à. Mày ngon, mày đụng vô tao thử đi. Con Ba Quạo này á, không phải dạng dừa đâu. Mày đụng vô tao đi, để coi tao có cho mày vô tụt ăn cơm miễn phí suốt đời không. Chắc tao sợ mày hả? Mà nè Ba Quạo, tao với mày á đấu đá cũng mấy chục năm rồi, mà càng đấu đá với mày á, tao càng thấy hưng phấn lắm Ba Quạo à. Vậy thì tao cũng gắng sống dai sống dài để đấu đá với mày nghe. Còn bây giờ tao phải về bển để lo cho cháu nội của tao. Thằng Mạnh, mày muốn ở đây hay là về bển phụ tao lo cho con của mày? Không lẽ mày bỏ mặt nó luôn hả Mạnh? Mạnh, coi như là em năn nỉ anh. Anh đi theo má của anh á, anh về anh lo cho thằng Pin đi. Nó khó ăn, nó khó ngủ lắm. Em xin anh á, với lại anh nói với má anh á, đừng làm khổ gia đình của em nữa. Lành, anh xin lỗi em. Để anh về anh lo cho thằng Pin, rồi một ngày nào đó anh sẽ đem con về lại với em nha. Anh đi đi. Mày đặt tỏ vẻ cái mặt đáng thương, thấy phật ghét à. Chị Mai hả? Ừ, cái chuyện mà chị em mình bàn với nhau á, bà coi cố gắng á, kiếm cho tôi con nhỏ nào được được một chút để tôi cưới vợ ngon cho hai cha con đó. Chứ suốt ngày á thấy nó thui thủi hoài cũng tội nghiệp. Ừ, được đó, để tôi nói nó thử coi. Cảm ơn bà nghe. Ủa, má nói gì má? Thì má nhờ dì Mai á đi hỏi con vợ cho mày. Bà yên tâm đi, bà Mai bà nói mày tốt ngoã vậy, lo gì cứ được vợ con. Ủa, ai mượn má kiếm vợ cho tôi? Tôi có vợ rồi mà. Mày đừng nói với tao là con lành nha. Thôi, không có được. Tao á, nói thẳng luôn,
mà ăn kiếp của tao cũng không chấp nhận nó là con dâu của tao. Nhưng con Lành là vợ của tôi, tôi không có cho ai á đụng tới vợ của tôi hết á. Nó là vợ của mày hồi nào? Mày đám cưới nó hồi nào? Ai làm chứng? Gọi ông bà tổ tiên á, có biết không? Tất nhiên là không rồi. Như vậy á, sao gọi mà đám cưới được hả con? Tôi nói rồi, sao bà quen cố vậy? Tôi nói cho bà biết nha, chỉ có Lành với con của tôi á mới là vợ con của tôi thôi. Còn tôi không có lấy người nào hết á.